Ai 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 à. Giọng bình luận viên chỉ nghe muốn đánh nhau. Ok ngay. À ok Hữu ơi. Ôi dồi, mày qua cuối cùng bao nhiêu công sức thì bây giờ cũng được rồi. Check inbox anh nhá. Ôi, các bác chơi em thoải mái. Em không quan trọng rồi, các bác chơi thoải mái không có vấn đề. Em không quan trọng. Cảm giác các bác mà không ưng, các bác đăng bài vào group được, không sao. Anh ơi, xong xe anh nghỉ rồi, thì sau keo chiều em không phải làm. Không, quýt nó gần đây mọi người ạ, đi bộ ra văn phòng được. Chào Nguyễn Tuấn anh ơi. Các bác cứ phản ánh lên group ấy. Em không quan trọng. Đúng rồi, Vũ Quang hay chuẩn đấy. Chính xác rồi. Ây. Xong ăn cũng được, chiều có phải làm đâu. Ờ, à, lớp tối có chiều có kèo. Lớp chiều có kèo thì không đánh trả 3 PC được. Lớp 12, 13 ra 30 cặp với thầu đánh với Hồng Anh tú suốt rồi. Kèo chiều cơ. Kèo chiều đánh 13 PC ngay. Ô, anh Hữu Tài check inbox đi anh ơi. Dạ, không thể check inbox đi. Ờ, tin nhắn chờ đấy. Chờ hoặc là tin nhắn spam đấy. Cây cú. Trẻ con đâu mà đi cây cú. Phải đi đưa có hai bạn bạn Tuấn. Mình cũng phải trẻ con đâu mà phải đi cây cú hả bạn. Việc mình làm cứ thế mình làm thôi. Có liên quan gì đâu. Khoảng màu 2, anh Huy. Đây là ba lớp. Trẻ con đâu mà phải đi cây cú làm cái gì không mệt. Tin nhắn spam đấy anh ơi. Tin nhắn chờ có tin nhắn spam đấy. Là kiểu gì nó có. Hết dịch làm cái 44 à, ok anh ơi. Hết dịch kiểu gì sẽ có 44. Chú phá cho anh lộ thật chịu. Bác có làm được công việc nó dễ dễ hơn cho em cái. Nhưng còn lô thì em chịu chết rồi. Lô thì chịu rồi. Lô thì chịu chết. Người ơi, anh yêu em như trời biển rộng. Con sông kia trôi vào trời. 24 cách 7:30 với 24 giây. Chiều lớp thầu này với Hồng Anh tú suất mọi người nhá. Quả phụ luôn này. Hai quả, ăn một quả thôi. Ồ, bác ăn hai quả này thơm quá. Đỡ phải ăn bầy yêu. Quả thì nó bền hơn. Ok. Ơ à, chưa thấy phản hồi ở tin nhắn anh Hữu ơi. Quýt sa bún voi ăn xanh với người cầm màu hà Sparta anh Huy. Bây giờ ăn chanh thoải mái thôi. Ok luôn. Hai năm dân được kích đời chắc một lần rồi. Không, bên văn lớp đang đóng nhà điều kiện à, đang đóng BB kích 7:30. Bài này thì không biết là chim sẻ có cầm con Gzech à, cho Sonic cũng mang một váy hay không. Ân tình ngày hôm qua. Oh,
con cò đây. Ơ công dân à? Thế là đánh lên được cộng thêm 2 dân à? 3 dân. Ok rồi nhé. Có thế gì đâu anh ơi. Ơ đã thế gì đâu nhở? Tin nhắn vẫn không có gì đâu. Chưa thấy gì mà đã ok rồi á. Vâng, cung A một váy thành nó xẻ và nó lên xong nó đã gì rồi. Bỏ tê mình là người mất giò. Ô, đã thấy gì đâu anh Hữu ơi. Chưa thấy gì mà. U giáp boy. Hoàng mạnh gia phải không? Ơ, không phải anh ơi. Sao nên Hoàng mạnh gia được? Hoàng gia mạnh, em không phải Hoàng gia mạnh đâu. Hoàng gia mạnh đi Lego cơ mà. Ok. Hoàng gia mạnh bên Ego, em là Hùng Lê cơ mà. Thôi chết tôi, đi nhầm cho ông Hoàng gia mạnh ngay. Tôi chịu đấy. Tin nhắn bác không trách bác đấy. Hai con đồng dân đứng đây đâm y à. 30-40. 32 dân cùng làm một váy thành con chim sẻ. Đó, công gia thì bị chim sẻ và e bắt rồi. Đập chết hai con dân này đi cho chắc. Bác check tin nhắn chờ đi, tin nhắn spam đi. Đã thấy cái gì đâu mà lại Hoàng gia mạnh phải không nên hỏng nó. Đi rồi. Cung ngang một váy đây, ba con. Lớp là bốn chùa bên trong. Cung nhà nó xẻ. Để có vẻ không vẻ rất nhanh tay. Thế có trong tin nhắn spam anh ơi. Tin nhắn spam. Tin nhắn chờ là có rồi đấy. Có một phần là tin nhắn chờ và có tin nhắn spam đấy. Cái bên cạnh đấy. Phù nữa này. Còn bên này thì là 31-40. Không thì em dịch cho anh luôn này. Đấy, có số tài khoản rồi đấy. Các cả trưởng Hoàng gia mạnh phải không? Tôi chịu đấy. Em comment rồi đấy. Comment là cái phần comment của anh rồi đấy. Cho anh cho chậm trung tầm nhé. Huy 33. Bên kia cũng là một vài bài đây, dân của Huy đây. Huy chạy dân là khá nhanh. Em để dân thì dân của anh Huy. Không biết chị của anh 35-44. Tin nhắn spam đấy. Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Chính xác rồi đấy. Là em đấy. Quá là trưởng. Tính game vọng không chỉnh, không chỉnh được anh ơi. Tại vì tính game bây giờ là tính game ở máy game thủ. Chỉnh bây giờ thì phải Ultra. Mà Ultra bây giờ thì các game thủ cũng đang thi đấu. Không Ultra được. Nớp đây. 40 ạ. Chém luôn cái con cung A một váy này làm gì. Cái cước gì cái con cung A một váy này. Vâng, con đẩy quân mang tới cả phu ạ. Thế nào. Chết sạch con cung A một váy dành cho game thủ chim sẻ đi thắng rồi. 38-40. Dành cho game thủ về lớp. Quýt bên này có thằng này 41. Thoải mái đi. Đúng A hai áo á. Cho so tôi cũng A hai áo à. Mới nhở. Cho so phiên bản full tích chi mới cũng A hai áo rồi. Hai cả trưởng. Cả cũng A hai áo cho so này. Xuất sắc. Hay. Thứ 21 lên 4 rồi tôi gọi bằng bố. Còn nếu mà tầm là chim sẻ lên 4 được gọi bằng bố luôn.
1 anh cùng là thủ phú lên được bộ. Sợ thật. Khán giả, những khán giả áp lực cuộc sống như vậy. Khó hiểu. Đây, bóng luôn. Có vậy, phải cả BB rồi. Cái 4 luôn, cùng là một vãi không tính tiền. Xe lùi nhỉ. Under 48 đây. Ừ, đúng là bị đâm đi. Đi bây giờ nó không có phù à. Đây, dân của Huy này. Đấy, đánh trên dân đi. Mát máy. Đâu rồi, đi rồi. Ui xồi, làm 5-6 dân của game thủ anh Huy. Đây là ba con y của cây vườn villa vào. Chúng ta dùng ít nhất là 2 con phù để có thể là kê. Đúng con y. Hải ô đi. Hải ô đi. Sáu người dành cho bán đập. Y cầu thời gian thì quýt phải làm gì nhá. Bắt Y à. Xem là cái chốt kia vào đen đi của nó luôn đi. Vâng, phù được. Gần như là toàn bộ số Y của đội bạn rồi. Ok rồi à, ok anh nhá. Check in. Ok. Cảm ơn anh. Tham gần 100 rồi á. Sẽ khỏe mẹ. Đây này là 72 thì như quýt. Đóng P. Kích 4. Kích 4 dành cho game thủ cam quýt. Tôi chắc sẽ là 4 rồi. Xô vào nhau tơn đi. Nó kích 4 thì tầm này làm gì nhiều quân. Xô luôn ở đây. Đấy, xô luôn đi bắt quân bên trên kìa. Vâng, hai người xô lên tới kia luôn. Và lớp được muốn chém thẳng luôn đây. Chúng tôi còn cùng qua một váy dành cho game thủ chia sẻ. Chém 4 đầu máu, chém luôn. Vâng, 56 dành cho người cầm bầu. Đây. Thủ đi. Nghe bảo thủ dẻo lắm đúng không? Cứ chém vào đi. Đúng, ăn vàng đi, gỗ nhiều lắm rồi, lên sau lên đạp đôi. Vào. Lên 4 xong dành cho game thủ chia sẻ. Cái tờ này là tờ chúng ta gọi là một cù thị xích. Vào. Xúc luôn những con thịt kệ quân phù. Phải máu lửa lên, chém đi. Này, phù này. Phù với chúng tôi để vào luôn. Bây giờ đi quản vàng. 4 con phù của chia sẻ. Chúng ta chỉ có hot thì một người đánh quýt thì người đang xô vào. Cùng nha, một máy này chơi. Phù thế. 17. Rồi mà chém luôn đi. Thì mình là máu game thủ tên lớp 66. Dân kìa. Dân vàng kìa anh. Cho loát cái vàng cái trước mặt kìa. Quân này để lên 4 triệu à. Ok anh ơi. Kết quả sẽ lên tất cả anh nhé. Sập giấy rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều. À ăn vàng. À đúng rồi. Đánh chém. Đánh sập thì quân hoa kìa bắn chết mất. 65. Nguyễn Hứa Dương Dương là thằng nào đi anh em. Các bác Nguyễn Dương là thằng nào nhỉ? Comment nhiều thế nhỉ? À các bạn Trung Thạch Thăng này. À các bạn Trung và Thạch Thăng nhá. Đội thủ chuyên nghiệp, đội thủ chuyên nghiệp. Đội thủ. Máy game thủ cam quýt lên 4 xong. Đạp đôi được lần chặt cô 3 công 7. Chặt cô 3 đi, công 7 đi. Hot của Tò Son thôi. Còn vâng cứ đi ăn vàng á, đi quẩn vàng đây. Lớp 77 rồi. Đấy, 4 giò để ai đây. Đấy, nó đẩy ai cho nó đẩy đi. Mày hẹp cản mặt, làm gì đấy. Vâng, thì sẽ đang rất đông quân ở đây. Đúng không phải mà. Con này sẽ đang có thế đứng đẹp. Và về lớp đã quyết định là bổ luôn tơ này dành cho về lớp. Vào. Đấy, con hot này tuổi danh. Vào luôn. Đóng ngàn lên đây dành cho game thủ chia sẻ. Bên này ăn cung hoa một váy trước. Bằng bên này thì là máy game thủ của Capri đang đợi lần đạp đôi. Đấy đâu đi, đâu đi. Này, cho son đòi cần map này. Cần map